1, 2, 3, 4, 5. Chế độ này là giúp người hát ở phòng karaoke. Người hát hay á, họ sẽ hát chế độ này. 1, 2, 3, 4. Chế độ 2 á. Chế độ 3. Chế độ 2 đi, nói cho người hát cao. Không, chế độ 3, 1 người cũng hát ok mà. Và chế độ 3. L, 1, tiếng quay nó nhiều hơn chưa? 1, 2, 3. Là một cái độ B không một và B đôi mình chỉ lên 1, 2, 3 rồi mình ví dụ như 2 thì cứ đẩy nó lên số 2 rồi cắt cắm vô cài vậy thôi bây giờ không thì chú không chỉnh như chú vậy chú phải để ý thôi được 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 một hai thì nó không có định sử dụng có vấn đề phát sinh chú muốn tăng giảm âm lượng nhiều hay là tăng giảm tông gì đó cứ alo con cái hoặc là nhắn tin con đó rồi con chạy qua con chỉnh cho mình chứ không có gì đó. Quá đẹp luôn các bạn. Hôm nay Đức Mạnh Audio đi lắp bộ về cho cái anh của ở quận Tân Bình. Nhà ảnh đẹp quá, mình quay cho các bạn tham khảo. Sau này các bạn muốn xem nhà thì thiết kế kiểu cổ điển như nhà của ảnh. Quá đẹp. Anh kiến trúc sư ở bên nước ngoài về vẽ nó đẹp. Oh,
cái tương tự giống như cái cả mấy cái như cái dàn gỗ của mình đó, nó có cái loa dung bự, cái loa sức đó hỗ trợ cho mọi người cái tiếng nhạc nó làm cho cái đánh giữ ngực
coi khách hàng như người nhà của mình vậy á. Dạ. Bởi vậy lúc mà tư vấn bán hàng nó không nhớ cô, nó đó là cái đó là bạn.